câu hỏi tiếp theo mà một bạn game thủ gửi về cho fanpage là trang bị trong game có bán được trên chợ không? Chợ có được cài bát không? Chợ có tính thuế không? Thì với câu hỏi này em xin được mời anh Quyết ạ. Trang bị trong game á, thì hoàn toàn dễ kiếm thông qua việc là săn boss thế giới, boss cá nhân, boss hỗn độn tinh vực và huyễn mạch từ sơn. Vật phẩm rơi á, hoàn toàn là đồ không khóa. Các bạn có thể kha hồ, cài cuốc và mua bán giao dịch qua chợ luôn nha. Khi mà bạn đặt VIP 4 trong game á, bạn có thể mở thêm tính năng đó là đặt bát giao dịch cho đạo cụ mà khi mà mình bán. Ở tính năng chợ này á, ngoài việc mua bán á, bạn còn có thể yêu cầu vật phẩm cần mua và định giá số tiền, sau đó là hệ thống sẽ thông báo tại kênh thế giới. Người chơi khác á, nếu mà họ có cái mặt hàng mà bạn đang cần mua á, họ sẽ trực tiếp trao đổi mặt hàng đó với bạn. Bên cạnh đó, các thành viên trong bang cũng có thể là trao đổi đồ trực tiếp với nhau thông qua là kho bang. Và giữa hai người chơi đã kết hôn, kết nghĩa cũng có thể là trao đổi đồ không mất phí thông qua là kho tiên lữ nữa. Vậy là vật phẩm rơi là hoàn toàn là đồ không phá. Và ngoài chợ ra thì các bạn có thể là giao dịch thông qua là kho bang và cả kho tiên duyên nữa.